Hello, chào đại gia đình. Cảm ơn đại gia đình đã ghé video của tiểu gia đình Quý Bảo. Ngày hôm nay Quý Bảo tiếp tục lên một lô hàng điện nha anh em. Ngày hôm qua thì chú bác làm có con 9.300, chú bác làm quá trời, con gái nó sốt luôn. Thì hôm nay dọn luôn, làm nay làm thêm ba con 9.300 và một con 9.800 nữa cho chú bác ha. Đó, ngày qua làm con quá hậu, chú bác chốt quá, con cái mà chú bác chốt quá rồi. Thôi ngày hôm nay mình làm in ít lại cho chú bác ha, đầu điện không ha. Gần màn hình mình có gì? Gần màn hình mình có bốn em mài khuôn ha, một em bắn vít ha, và một cái thở oxy nha anh em. Đó, và hàng thứ hai mình có một cái gì là một thùng laser 2 tia anh em ha, có chấn thương chân ha, thùng laser 2 tia nói trước có chấn thương chân ha. Rồi kế bên em nó là một cái phay may tan nha anh em, một cái phay may tan đó. Kế đến nữa là một 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 cái móc rảnh ha, một cái móc rảnh nó còn đẹp nha anh em. Đó rồi rồi tiếp theo hàng kế tiếp nữa là cũng là thứ 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 dữ không nha anh em. Đó, ở giữa thì có một em mài mini nhỏ nhuyễn ha, đó là màu xanh ngọc của mọi người đó, nằm 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 khuất sau ha, một em mài mini nhỏ nhuyễn. Và bên cánh phải là một em mai tan 9.800 nha anh em, đó 9.800. Và bên cánh trái của mình là một cái hút thổi ha, hút thổi của Mỹ anh em, em là một cái sơn chuyên nghiệp của Mỹ anh em ha. Đó, cái này cái màu sơn nó là màu đỏ cũng đẹp nha anh em, còn dây 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 nhợ luôn nha anh em ha, của Mỹ ha. Hàng này hàng 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 hot nha anh em, rồi càng về sau nó càng hot dữ nữa ha. Cái này chắc là coi như là thấy là bốc điện thoại liền nha anh em, nếu không còn kịp nữa nha, bóc điện thoại lên liền ha. Nhìn là thấy mà review giới thiệu là bóc điện thoại lên liền nha chú bác ơi. Đó rồi kế đến là ba em mai tan 9.300 nha anh em, ba em luôn lúc luôn ha, ba nàng lúc luôn ha. Rồi chú nào mà làm trước thì lấy cái con trước, chú nào làm sau lấy con sau nha chú bác. Rồi tới đó là hiểu rồi ha, tới đó là khúc sau nữa là thấy là biết rồi ha, bóc điện thoại lên liền ha. Nào là Hitachi nè, nào là Maytan nè ha, đó ba cái mài nước ha, đá nằm ngửa ha, một đá nằm ngửa nha anh em này ngã ngớn nằm ngửa nè, ba em có cử luôn ha, hai em có cử ha. Coi như là ba em này nói trước cho anh em biết là không bị cấn cá nha, không coi như là chân đế em nói là không bị cấn cá bể mẻ nha anh em, nói vậy cho anh em tự 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 suy nghĩ mà chốt nha ha. Rồi rồi kế đến nữa sau lưng nữa là một cái là bơm hơi nén khí nha mọi người. Đó, bơm hơi nén khí gia đình xài ha, cũng rẻ thôi. Rồi kế bến là một em ba 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 kva ha, đổi điện anh em ha, 220 ra 110 ra 100 trăm 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 mười mười lăm ha. Đó, ba cuộn dây điện thì trong đó có em bị chấn thương không, lấy ba cuộn về mà có em bị chấn thương à, hai hai em kia 29 mét, còn em này thì chấn thương ở cái khoảng cách 6,5 m nên nó còn được là coi như là 23 mét đi nha anh em. Đó, 23 mét, một cuộn 23 m và hai cuộn 29 m ha. Đó, cũng còn mới nha chú bác, giá tốt nha, giá mềm nha mọi người. Đó là tham khảo kỹ anh em. Ngày hôm qua thì có một em thôi, chú bác làm gái mình rần rần đừng rần 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 ngày hôm nay là thôi làm luôn lần bốn cái luôn ha. Rồi đặc biệt nữa là ba em mài nước nha chú bác ha. Đó, hai em có cử có gá đầy đủ ha.
Hai em đó là đi 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 cái vèo liền á. Em Hitachi, em Maytan, hai này đối thủ cạnh tranh nè. Đi cái nằm kế bên cho vui ha. Đó. Hôm nay làm ít nói chuyện cho vui nha anh em. Đó. Cái em 9008 nè, cử kiết đầy đủ nè, tiến lùi có nè ha. Tiến có lùi có nha. Đừng đứng sơ rớ nha. Đó. Rồi, trong thùng là một một cái một cái là tia laser, hai tia nha anh em, ba giò thì bị chấn thương hết giò, còn hai giò ha, đó nhưng còn nằm trong hộp ha, rồi còn remote đầy đủ nha anh em, rồi thôi giờ pha phê uống ha, rồi chỉ vài giây nữa anh em mình gặp lại chú bác, chú bác mình gặp lại ha, rồi uống phê nha, let's go. Rồi ngày hôm nay mình làm chỉ hai máy số thôi nha anh em, mình làm từ số 206 nha anh em, 206 mà những sản phẩm đáng mua nha anh em ha, bóc điện thoại lên liền mọi người, thấy là bóc điện thoại lên liền, khỏi đợi review đi, rồi review xong là chắc lẽ là không kịp. Rồi trước khi vào video thì nhấn giùm cái like để Quý Bảo có cái động đậy nha, để động lực để Quý Bảo tiếp tục tìm hàng cho mọi người nha mọi người. Rồi đầu tiên là mã 206 nha anh em. 206 là một cái máy mài khuôn hiệu thằng Đời Sơn ha, nó là mài khuôn giá 420k. Em nói thì em nói là điện điện 100V ha, 3.1A ha, tương đương 300W anh em ha, 26.000 vòng trên phút. Đó, em này là thân hình là full mũ với anh em ha. Đầu này là 3 ly 2 nè mọi người ha. Đầu 3 ly 2. Cao su là không cứng cá nha anh em. Ngoại hình em nói là còn 75% nha anh em ha. Đây. Thằng đời đời san ha. Rồi. Kim điện test máy thử. Này là công tác tích hợp sau là đẩy xuống nha mọi người. Đầu 3 ly 2 anh em. Sang nha anh em. Em này có cái mã là em MBD 200 nha anh em. The Sun ha. Nó là toàn toàn tiếng Nhật không nha anh em ha. Đây. Tem nhôm ha, còn mới ha. Em nó ngoại hình là còn 75%, 25% bụi bãi. Mình mong muốn chia tay em nàng này với cái giá 420k, cái mã 206 nha mọi người. Rồi. Tiếp theo là 207, cũng là một cái mài khuôn nha anh em, của thằng Maytan. Nó là cái mã nó là 3705, nó là 23.000 vòng trên phút nha mọi người. Nó 4.4A, tương đương với 420W nha anh em. Nó vẫn là điện 100V nha mọi người, vẫn là điện 100V. Em nhìn cái tem đây nè em, còn sáng ngời luôn ha. Tem em nó còn sáng ngời ha. Công tắc tích hợp sao nha anh em. Rồi em nó còn cái lưỡi theo theo nè, theo máy luôn anh em ơi ha. Cái đầu này của nó là đầu 6.4 nha anh em ha. Rồi ghim điện test máy, em này được thừa hưởng thang ngoài nha, dễ thay nha, dễ làm dễ thay nha mọi người đó. Rồi bật công tắc lên coi. Bốn trăm hai chục quá nha anh em. Rồi em thứ hai mình mong muốn chia tay, em nói với giá 550k. Xong, let's go.
tới một em thứ ba, một chai bia Sài Gòn ha, một chai bia Sài Gòn, một cái mài khuôn mai tan ha. Em này thì tên đây, nó là cái mã nó là 906 nha anh em, mai tan ha. Nó là điện nó là vẫn là 100V nha anh em. Ở dãy tầng 50 nó là 240W nha mọi người. Dòng tua nó thì có vẻ hơi cao, 25.000 dòng trên phút ha. Em này 25.000 dòng trên phút. Một cái chai bia Sài Gòn. Bằng đúng chai bia luôn á mọi người ha. Cái trang chai bia. Em này ngoại hình không cấn cá nha anh em. Không cấn cá ha. Có chút bụi bãi ha. Có vẻ chưa chùi ha. Đây. Có vẻ chưa chùi. Có chút bụi bãi. Rồi. Rồi, bật công tắc lên coi em đằng sau. Cái đầu nó là đầu đầu này đầu 3 ly 2 này anh em ha. Mài khuôn đầu 3 ly 2. Rồi bật công tắc lên coi sao. Ok. Rồi một em mài khuôn mai tan hết anh em. 208 mình bán 620k. Xong. Let's go. Tiếp theo một em thứ ba full nhôm của thằng Hitachi ha. Full nhôm. Từ đầu tới đuôi, từ trái sang phải, từ A tới Z luôn nha anh em. Ha, từ A tới Z luôn. Đó, em này là có cái mã là GB4 ha. Em nói là 4.5A à, tương đương với 430W à, em nói là 24.000 dòng trên phút à. Em này bự to xác mà yếu hơn em kia 10.000 dòng ha, ngàn dòng. Em kia là có vậy mà nhôm anh em ha, đẹp nhôm còn đẹp ha. Hỏi đầu nó nhiêu, đầu nó thừa hưởng cái đầu của nó là 6.4 cho anh em đó, 6.4 full nhôm nha mọi người. Hàng ngoài ha. Hàng ngoài 430W nha anh em. Em nó vẫn là điện 100V ha. Còn đẹp nha anh em. Cái màu nhôm nó là còn sáng luôn này mà anh em. Không? Cây này đáng quan tâm á mọi người ha, đáng quan tâm nha. Để bật công tắc coi thử nó sao. Im hơn cứ 81 nữa, quá im. Tắt công tắc rồi, quá im anh em ha. Em mài khuôn, em này còn mới anh em, còn cũng 70%, 30% bụi bãi nha. Về là cái này lấy trà là lồi cái chữ Hitachi liền ha. Giờ là chỉ Hitachi thôi ha, thiếu chữ gì hết, thiếu T nè anh em đó. Bụi bãi anh em ơi ha, bụi bãi nè. Này trừ tiền tôi nói rồi, chùi đâu chùi không chùi đây ha. Rồi thôi xong, let's go, tan hàng. Tiếp theo mình có một cái bắn dít thằng Hitachi ha. Bắn dít của thằng Hitachi này thì ngày nào mình cũng lên cây đọc rất quen thuộc luôn. Nó là Hitachi WH10VA ha, đọc rất là quen luôn. Đầu có lơ lắc không? Đầu không lơ lắc ha. Rồi, ghim điện test máy thử không? Dây có hơi cấn cá nè anh em. Đó. Thôi, cái nào khác mới đẹp hơn xíu con. Còn cái nào không?
đây là cái này đi, cái này dây nhỡ, cái này coi như là muốn lấy cái nào lấy à, đó. Rồi đây, làm em này cho nó của em Hitachi, nó cũng VH10VA2, nó cũng vậy à, lúc nào cũng làm cây cho anh em, đó, nó là 125W, nó có điều tốc ha, từ 0 tới 2.000 vòng trên phút, nó 100V nha anh em, 100V, đó, rồi test máy thử, điều tốc mượt mà nha anh em. Rồi, đảo chiều coi. Đầu này nó màu đen nha anh em, còn đẹp á ha. Thân hình em nói thì cũng còn mỹ miều lắm nha anh em ha, không cứng cá ha chú bác. Cái này về lấy xăng nè, lấy xăng chùi sơ nhẹ cái là thêm kia tự sướng thêm 5% nữa nha chú bác. Đó, vậy đi. Rồi, mã 210 bán 620k. Dây là mình đã thay dây nha anh em. Cửa có phải là dây điện là nó cắt hết rồi mọi người ơi, cắt hết nó bán 100.000 ký, hên lắm mới còn, mua hàng nóng thì mới còn, chứ hễ qua tới 2-3 ngày là cắt dây điện hết cho anh em. Rồi tới tiếp đến là một em hút thở chân không nha anh em. Đây mini nhỏ nhuyễn ha, em này thì thôi rồi đó nha, mới nha anh em. Đó, ngoại hình em nó còn mới ha. Công tắc làm sao nè anh em ha, cao su 4 chân còn ha, đọc thông số rồi, nó là 100V 95W ha, nó ở cái dãy tầng 50 nha anh em, được đừng đọc 60 nha, đọc 60 là cái gọi là thiếu hiểu biết nha anh em ha, 60 là ở bên Nhật ha, ở bên xứ hoa anh đào ha. Còn mình là 50, mình đọc theo 50 nha anh em. Cái dòng tua của nó là 1.700 dòng nha anh em. Đây ở đề là 1/8 ngựa nè, không biết đúng hay không. À, mini nhỏ nhuyễn mà đề 1/8 ngựa. Ghê thiệt. Đây nè anh em, thấy không? 1/8 ngựa. Nó có một màu rượu vang nha anh em. Theo mình nghĩ vậy. Rồi. Còn gì để đọc nữa không? Đọc cho hết chữ thôi à nha, đọc cho hết chữ thôi. Thế còn chữ nào để đọc nữa không nha? Nó là compression anh em đó, what compression đó, đọc hết chữ luôn á, không còn chữ để đọc nữa nha. Rồi em là tích hợp tay cầm nhựa nha anh em, lên xuống nè ha, đó đồng hồ nè, có đồng hồ nè ha. Rồi còn gì nữa không, rồi bật máy thử thì còn gì nữa đâu. Đây hút thì thổi, à thổi oxy nè, thổi oxy người ta thường gọi là máy sụt khí anh em đó, nhưng mà mình thích nói oxy hơn, nghe nó mỹ miều hơn ha, nghe âm thanh nó mỹ miều hơn ha. Đọc cái gì máy sụt khí rồi nghe nó sao đâu ha. Vậy đi, rồi im ha. Cái này thì để làm gì, này đơn giản là chỉ để cho anh em nuôi cá nè anh em, nuôi hụt cá hoặc là chị em kinh doanh hải sản đâu ha, đó thở oxy cho ổ cá, cho cá nó tươi ha anh em ha, đúng không? Vậy đi, còn sắp tới mùa đá banh á, anh em nào mà có đá banh á thì cũng nên sắm cho mình cái nha anh em, chắc cái này không đủ đâu, phải lớn hơn một xíu ha, cái này hơi nhỏ, đá banh lận chai mà mua cái này hơi nhỏ, mua cái loại triệu mấy á, lỡ mà nằm kèo dưới mà bị tấn công quá thì vô mở máy thở cái anh em ha. Đó, còn cái này chú bác nào có hồ cá coi rồi chú bác, hồ cá mà tiền triệu tiền tỷ ha, thì nên mua cái này nha, để nó chạy ngày chạy đêm á chú bác, đẹp ha, đẹp. Nó có một từ đẹp, nó hai từ hoàn mỹ, và có ba từ đáng quan tâm. Rồi xong, tắt máy cạch. Rồi
một em thổ si, mình mong chúng muốn chia tay em này với giá tốt, giá mềm 680k, cái mã 211. Let's go. Tiếp theo mình có một em thổ si, ê, một em một cái thùng, một thùng laser. Đâu, con lấy pin con gắn vô cái remote này coi sao. Một thùng laser dưới mắt lại nó bị chấn thương. Đây. Đây anh em, thấy không? Này thiếu cái chân. Đó. Chủ bãi chơi lấy ngóc để vô nè anh em, thấy không? Thiếu cái chân. Đó. Rồi. Xây không con? Rồi. Remote hoạt động hoàn hảo, ở trong coi trong nó còn có nắp của cái remote không con? Rồi. Vậy là cái remote này nè, tắt nè. Off tắt nè. Đó. Coi như là remote có nha anh em. Nhưng mà đằng sau lưng này là cái nắp đậy cái remote là pin là không còn nha anh em ha. Vậy bật lại cái mất xe băng mọi người ha. Đó. Bật remote lên coi. Đó. Rồi, tắt remote nha. Rồi. Cái mã này là mã 212. 212. Ha. Đó là một chấn thương nè. Một chấn thương ha. Là thiếu cái đằng sau này thôi ha. Rồi. Cái chấn thương thứ hai là bị cái này nha anh em. Đó, mình thích nói trước ha. Rồi. Đây là một cái laser hai tia nha anh em. Đó. Của thằng thằng Tashima ha. Tashima, cái mã nó là GT3 SSI ha. À. Em nói lần sau là cái công tắc chỉnh tia này anh em ha. Đây là cái hộp đựng pin ha, xài 4 pin tiểu nha anh em. Đó, là giờ bật công tắc lên coi nó sao. Đây công tắc nằm bên hông nha anh em, bên cánh gà nha. Bên cánh gà nè, bật công tắc lên. Đó. Nó phải là thẳng thớm nó mới có đèn nha anh em. Đây. À, nó phải thẳng thớm mới có đèn. Đây anh em. Cho mượn cái màn hình coi. Mượn cái màn hình coi. Đây. Quay màn hình lên. Đó. Đó, màn hình 49 inch anh em. Đó. Màn hình 49 inch LED nha. Thấy rõ hơn anh em. Đó. Rồi. Nó là hai tia đúng anh em. Rồi giờ bật qua cái khác coi. Một tia nha anh em. Đó, một tia, tia ngang. Vô giữa là hai tia. Hai tia. Rồi qua bên phải coi. Là một tia dọc nha anh em. Còn tia bên đây nữa nè. Còn qua cái tia bên đây coi nói sao. Nó còn tia gì nữa đây? Đây có cái tia dọc nữa ha anh em ha. Ở đây cái tia dọc nè. Đó. Đó, tia dọc ha anh em ha. Ở giữa là tia cộng nè, ngang dọc nè. Đó, ngang dọc. Lần sau quay đưa cái lưng nha. Đưa cái lưng nha. Đó. Rồi thôi vậy cũng được đi rồi ha. Rồi xong. Một cái tia laser không mấy gì hoàn hảo, em nó chấn thương giò ha. Nhưng mà nó về này, vậy này chú bác là ở dưới nó còn cái chấm gì nữa nè chú bác. Đây ha. Đó. Nó bị chấn thương giò nha anh em. Chút xíu ha, về chú bác thì đi quay nó một cái ha chú bác ha. Đó. Rồi. Mình chia tay em này với cái giá còn thùng nha anh em, còn remote nha. Rồi tắt nè. Rồi. Chia tay em nói giá 1.2 triệu nha anh em. Đó. Dạo này chủ quẩy nó biết hết rồi mọi người ơi. Ra nó nói giá là trên trời luôn mà.
rồi sao mình bán, khổ vậy á, bỏ đi thì không nỡ. Rồi xong, tiếp theo một em hot nha, hôm nay là chơi hàng hot không nha, đừng đi đâu có nha, cho em khoan uống cà phê luôn nha, đừng đi đâu hết nha, bóc điện thoại lên đi ha, bóc điện thoại lên. Rồi đây là cái gì, một em phay nha anh em, phay của thằng Mai Tan nha, hàng hiệu nha anh em đó, ngoại hình em nói thì thôi rồi đó nha ha, còn khá đẹp, còn phải nói là khá đẹp là biết rồi. Đây nó là Mai Tan, cái mã nó là 3600 ha, nó vẫn là điện 100V, nó 930W, cái dòng tua của nó là 23.000 vòng trên phút, nó ở cái dãy tần 50 ha, còn ở cái dãy tần 60 nó thì để bên Nhật xài anh em đó. Rồi cái đầu của nó là nó sở hữu cái đầu cốt của nó là 1/2 nha anh em, là 120 mm nha anh em đó, ở Sài Gòn mình kêu là 1/2, nhiều khi miền Bắc miền Trung kêu 120 mm hay gì đó ha, vậy đi. Rồi xong, có cứng cá gì không, không thấy có dấu hiệu cứng cá nha anh em, không thấy có dấu hiệu cứng cá, tem đẹp, tem nhôm đẹp ha, à, tem này giống sao mấy cái máy mài 9300 quá, cũng trắng xanh nè, đẹp, ốc ác nó còn xanh lè lét luôn, xanh ốc ác nó còn 7 màu luôn anh em ha, à. À, thông số chữ nó còn đẹp luôn nè, 1 2 3 4 5 nè ha, đó. Rồi nói nhiều, tết máy con. Nghe tiếng máy này nhớ tới nhà mình ở gần sân bay Tân Nhất mọi người đó. Đó giống như là tiếng sân bay cất cánh nha ha, máy bay cất cánh nha, làm lại cái nữa con. Rồi xong, em này thì theo đánh giá chuyên môn của mình đó, theo đánh giá chuyên môn của mình đó thì em này nó còn tới 75% sử dụng, nó chỉ có 25% bừa bãi thôi nha anh em, nó được thừa hưởng một cái khối động cơ của nó là 930W nha anh em đó, một tuyệt phẩm ha, tuyệt phẩm còn mới mà. Rồi xong, 213 mình mong muốn chia tay em này với giá 1405k. Let's go, xuống sàn tiếp đến là một em hiệu luôn, nhìn là biết hiệu rồi. Đây nó là cũng riêu bì nè anh em đó, cái mã nó là DV 460 N ha, nó là dòng tua nó là 8500 vòng trên phút đó. Em nó là điện 100V đó, tem thì cũng có chỗ hơi mờ, nó watt số watt nó thì hơi bị mờ anh em, không thể thấy được số watt của nó. Nó ba con số đó mà không thấy được cái số watt nó, 2 số 0 đọc được, còn số đầu số hàng đơn vị không thấy được anh em. Thông cảm bỏ qua nha ha. Không cảm bỏ qua. Cái thằng móc rảnh này mình mong muốn chia tay cô nàng này, thiếu chút xíu thông số ha. Nhưng anh em nhìn đi cái lưỡi đi anh em. Đừng để vô nha con, để vô là đi đứt ngón tay bà luôn đó nha ha. Đây lưỡi nó nhìn lên anh em, không mẻ nha anh em ha, không mẻ, móc rảnh nha đó. Giờ đây lấy thước đo cái rảnh này, cái lưỡi đi, cái lưỡi nó là 4/4 nè mọi người, wow, 4/5 ha, móc rảnh gì đây được 4/5 đây không biết nữa. Ở đây có lưỡi nữa nha anh em, ở đây có lưỡi nha, một lưỡi, cái lưỡi này sao không mẻ nha anh em ha. À, lưỡi phụ nó nè, coi như là một có hai lưỡi chính và hai lưỡi phụ, hai lưỡi cánh gà nha anh em
đó. Rồi thôi hạ màn xuống. Em này là có, em này có lên xuống nha anh em, móc rảnh thì chỉ có lên xuống thôi được, không có nghiêng ngã được nha. Rồi xong ghim điện rồi test máy thử nha. Cái tiếng của em nó thật sự là giống, giống là giống xe đua thể thức một của anh em đúng không? Em nó được thừa hưởng cái khối động cơ theo mình dự đoán nó phải 600-700W, 600-700W anh em đó. Này chắc phải của thằng Super chạy chứ còn cỡ mình mà giờ cầm chạy 5 phút mình chịu nổi đó nha anh em. Thôi vậy đi. Rồi lúc đi vậy đi con ơi, để đi đứt ngón tay giờ. Rồi khoan. Có ngoại hình nó sao nó. Em nói thì dây có bị đứt nha anh em. Ha. Rồi. Ở đây chữ 30mm nè. Rồi dưới là 15mm nè anh em. Còn chữ nhật không ha. Em nói là ốc ác vẫn còn xanh lè nha mọi người. Cái tiếng kêu em nói là mình theo mình phỏng đoán là phải 600-700W thôi ha. Rất đáng quan tâm. Rất đáng quan tâm. Cái đế là đế nhôm nha anh em. Em này là không có nghiêng ngã, chỉ có lên xuống thôi nha anh em. Ha, chỉ có lên xuống không có nghiêng ngã, móc lãnh làm gì có nghiêng ngã. Rồi thôi tan hàng. 214. Rồi khoan uống cà phê mọi người. Khoan cà phê. Từ. Khoan uống cà phê nha. Đây. Để chiêm ngưỡng em của Mỹ cái đã rồi làm gì làm nha. Đó. Tiếp đến nè. Mã 215. Mình bán 1.450.000. Em này thì đúng ra là mình dành cho anh em mấy anh em mà thợ sơn, thấy không? Nhưng mà thôi ai gọi điện trước mình bán trước. Đó. Chứ còn giờ biết là ai nó mấy anh nói mấy anh thợ sơn, mấy anh không phải thợ sơn, sơn còn sao? Không vậy đi. Cứ ai mà gọi điện trước bán trước. Đó. Nó của thằng hãng Thomas nha mọi người. Hãng này theo mình biết á, mình coi trên Bách Khoa Toàn Thư anh em. Đó. Thì nó là của Mỹ nha anh em. Đây. À, USA nè anh em. Chữ nhỏ nhuyễn nằm sát gốc luôn ha. Nó là 100V. Ở dãy tình cái model của nó nè anh em, 704B. 724B nha anh em. 724B. Mày đọc đây cho nó rõ ràng, đọc chi tiêu nhỏ xíu vậy ba. Biết rồi con ơi. Mày sao khó khăn mày. Đây. Thomas ha. Thomas đó, cái model của nó là 724 nha anh em. Nó là 1/3 ngựa. And collection ha. Này là để chiên sơn hay gì đó ha. Nó là 51 lít trên phút. Anh em coi cái số lít của anh em sơn dầu chưa anh em ha. Nó là 3.2 kg trên cm khối ha. Nó là 380W. Wow, được á, 380W cũng xài được rồi anh em ha. Rồi còn gì đâu, đọc hết luôn rồi, hết chữ rồi. Có chữ USA, đọc lại cho chú bác coi nè. USA chú bác. Cái này thì còn dây nha anh em. Dây zin còn ha. Dây zin còn mà thấy cái đầu này nó còn đẹp luôn nè anh em. Cái đầu này nó còn đẹp luôn nè ha. Rồi tiếp đến xây vòng vòng coi. Công tắc tích hợp sao nha anh em. Công tắc tích hợp sao. Màu đỏ nha anh em. Đỏ rượu mặn ha. Đỏ bầm ha. Đỏ bầm. Ngoại hình em nói thì vẫn còn 70% nha anh em. À, không cấn cá nha mọi người. Không cấn cá. Cái này ai gọi điện trước là bán trước nha anh em. Rồi cái sợi dây nó không nè. Made in USA. Ha. 200WB. Ha. Đó. Dây nó không ha. Nó có tích hợp cái lờ le nè anh em. Đó. Rồi coi như là cái này là
nó là 9,5 kg anh em ha. Đi đâu xách nó theo là như là không cần gì hết ha, chỉ cần nó là không cần là bình nén hơi, bình tích áp, không cần cái gì nha anh em, đơn sơ lộng lẫy nha ha, có giá trị sử dụng nha anh em ha. Đó, cứ đi đâu sơn xách theo nó là xong ha, đơn giản chỉ là vậy thôi. Cái mã nó 724 nha anh em, cái màu đời ha, Tomat nè, cái hiệu này là của USA nha anh em. Cái này mình coi ở trên cái Bách Khoa Toàn Thư ha, mình coi sư phụ mình á, nó cùng tên khác thành phố anh em, cùng tên mình khác thành phố, lúc nào cũng nói vậy, luôn luôn nói vậy. Rồi, nói nhiều chi bằng test máy, ghim điện. Rồi bật đắt giờ cái máy này mình chưa thử luôn á anh em, lúc lấy về chưa thử luôn á. Đây, anh em này mà anh em nào mà có ý định là đi qua cái hình cái bình nén khí thì bỏ ý định đi nha anh em, bỏ ý định đi nha ha. Rồi cái này như là anh em nào cứ gọi điện chốt cho anh em, chứ mình cũng không ưu tiên cho ai nha anh em ha, biết ai đâu ưu tiên ha, cứ gọi điện trước rồi mình chốt trước à, vậy đi ha. Rồi thôi tắt máy. Rồi một em sơn của thằng Tomat của Mỹ nha anh em, USA ha, cao to trắng thơm anh em ha. Rồi cái mã này mình mong muốn chia tay em nói với cái giá 1.450.000. Rồi đừng rời khỏi màn hình nha chú bác ơi, hôm nay là tàn là thứ đáng quan tâm không anh chú bác. Tiếp theo mình có một em mài mini nhỏ nhuyễn nhỏ nha anh em. Đó, em này thì 100W, ý 76W 100V. Đó, đơn giản là một cái mài mini, nó cái con đo là thử bằng tay anh em, hai tấc, cao 15-16 phân ha, nó có một màu xanh ngọc anh em. Này anh em nào mài cửa gà đồ ha, làm cửa gà đồ ha, đồng hồ đồ, đánh bóng đồng hồ đồ, những cái vật thể nhỏ nhuyễn nha anh em. À, bên đây là nó không phải là đá nha anh em, nó phải là đá mà nó là giấy nhám nha anh em ha, có thể thay giấy nhám nè. Đó, còn bên đây là viên đá là còn 80% nè ha, còn bên đây là ở trong là cao su nha anh em, ở đây là giấy nhám nè, để là mài cửa gà đồ ha. Đó, bên đây là còn cái á nha anh em, đây còn cặt te ha, còn bên đây là bị mất cặt te nè anh em ha, đây mất cặt te, bên đây còn đó, đế em nói thì không bị cấn cá nha mọi người, không bị cấn cá. Đó, hôm bữa nó 750 chú bác, nó cao hạ xuống 608, mình vậy mình không muốn để nó lâu ngày, để một vài ngày thì thôi, còn không là qua là phải hạ giá liền, tánh mình nó vậy. Nó là xài đá 115mm nha anh em. Đó, xài đá 115mm. Nó là tua nó là tua cao nha anh em. Nó 4.500 vòng phút á ha. Rồi thôi, ghim điện test máy. Rồi, ốp ha, công tắc zin nha anh em. Em này bao chú bác thì kỳ về chú bác bao luôn á. Em này coi như là chưa phải là qua khôi nên cho đi hơi sớm nha, để bắt đầu mình đưa một bầy qua khôi lên nha chú bác nha. Hôm nay trình diễn nha, trình diễn qua hậu á hậu thời trang nha anh em.
đó, hôm qua có con con mà chú bác chốt quá trời chốt, có con còn một à, hôm nay làm luôn 4-5 con cho chú bác lựa cho đã ha. Rồi vậy đi, rồi tiếp theo là bắt đầu hoa hậu hoa khôi không nha anh em. Lên sàn đây em đầu tiên đúng không, mai tan 9.300, mai tan 9.300, nhìn xong trong màn hình thì có vẻ là nó màu xanh vẫn còn nha mọi người ha. Đó. Em này thì hai cặt te còn ha, đá đây đá mỏng còn, bên đây đá đỏ còn 70% ha. Em này thì cái cánh gà bên 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 phải này thì nó luôn ha, cặt te còn đẹp ha. Cái dàn lưng em nói thì thôi rồi đó nha ha. Dàn lưng em nói thì nhìn trong 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 màn hình thì thấy rất ha. Đó. Rồi. Tem này còn anh em. Tem đây còn luôn ha. Em này là một X-men đích thực ha, một siêu phẩm ha. Một tuyệt phẩm ha. Đó. Em này thì ngày nào cũng nói riết mà nhiều khi chú bác ngại luôn á. À, vậy đi nhưng cũng phải nói, bán mà không nói sao được. Mai tan 9.300. Nó là cái công lực của nó là 230W nha anh em. Nó xài hai viên đá hai bên là 125 ha. À, đó. Dòng tua nó là 3.000. Rồi. Gầm nó coi, dở gầm nó là chân đế em nó còn zin nha anh em. Coi như là bên đây coi như nó còn cái cử tiến lùi nha anh em. Ở đây em này còn cử tiến lùi ha, là đơn giản nó chỉ còn như đây thôi nha anh em. Cặt te bên đây còn ha, hai bên cặt te còn, đá còn hai viên ha. Còn đây đá mỏng nè, ngoài lưỡi cưa. Còn đây đá đỏ nè anh em. Rồi màu xanh nó còn, nhìn màu xanh đó anh em, nhìn màu xanh đó nè. Đó đế là dàn gầm đế là không bị cấn cá, không bể mẻ nha anh em. Rồi tết máy chồng tua 3.000 anh em. Mình có 3 em vậy, hai em màu xanh và một em màu xám ha. Ba em đều là cái giá 1.050.000 đó. Tiếng máy giống như kim vàng giọt lệ anh em ha, như mũi Cà Mau vậy mọi người ha. Rồi xong, xuống sàn con, xuống sàn một em. Xuống sàn một em. Rồi tới em. Rồi tới em thứ hai. Coi như là anh em chốt con nào là nói mã là chốt đó nha anh em. Đây. Em này thì cũng vậy, cũng như em kia. Cũng hai viên đá, con bớt cái màu xám xuống cho 300.000 nữa con. Em thứ hai là 218. Mình có bán 1.050.000. Em này thì có vẻ là cũng vậy, đúng không? Chân nó hơi xanh hơn nó xíu nè, cũng cánh gà bên đây cũng xanh, nhưng mà đây nó không bằng đó. Thì mỗi em một vẻ nha anh em. Đó, hai viên đá đỏ. Viên này còn 80%. Viên này còn 65% ha, vẫn còn cái cặt ke tiến lùi ha. Muốn tiến lùi, thông số kỹ thuật vẫn vậy, vẫn tem xanh và trắng ha. Coi dàn lưng nha. Đây. Ha, vẫn còn xanh anh em ha. Đó, ở trên thì có bụi bãi ha. Đây, cánh gà trên có bụi bãi nè. Đó, cặt te hai bên còn đầy đủ nha anh em. Cặt te hai bên còn đầy đủ. Đá hai viên còn.
đó. Và bên đây có một cử tiến lùi, thế là xong nha mọi người. Đó, em này thì em kia đọc thông số rồi thì em này khỏi đọc nha mọi người ha. Nó là một ít men mà thầy thợ này rất là quan tâm, và đặc biệt mình ra là mình cũng quan tâm theo thầy thợ luôn. Mỗi ngày mình cái mong muốn của mình là mỗi ngày phải lên một hai em ha. Cái này đáng quan tâm anh em, nó đúc liền nguyên khối ha, cái thứ nhất. Cái thứ hai anh em biết sao không, nó có nút giữ đá nè, có nút giữ đá nè đó. Khi mà mình xài thì mình chỉ cần giữ cái nút này là mình mở được đá ha. Rồi giờ coi cái âm thanh của nó đi ha. Lấy ba chai R7 con. Nó im như nó im như mũi Cà Mau vậy đó. Nghe tiếng không anh em? Màu nè, màu nó vẫn còn đẹp anh em ha. Đó. Em này thì mình thấy cái nút này nó có vẻ bị kẹt nè anh em. Đây. Cái này mình vô R7 là mình mở được thôi ha. Cái nào là mình có cái nào mình nói đó nha anh em ha. Này vô R7 là ngâm nó vài bữa là mở được thôi anh em. Không có gì quan trọng. Này bị mất cái tem nha. Con thứ nhất là còn tem ha. Con này không còn tem. Nhưng ngoại hình nó còn sáng hơn kia anh em ha. Mỗi em một vẻ ha. Ngoại hình nó còn đẹp hơn ha. Bên đây hồi nãy cũng còn đẹp thì cái này cũng vẫn còn đẹp nha anh em. Bên đây thì có bụi bãi ha. Rồi tắt máy. Cái nào mình cũng có thông báo cho chú bác coi trước chú bác ha. Bề này nó chừng 25 phân nè, rất là gọn dễ xài anh em. Rồi. Cái mã này 218 mình bán 1.050.000 luôn nha anh em. Đó. Tiếp theo. Một em Maitan 9300, một nước sơn màu xám ha. Lúc đầu mình tưởng sơn riêng anh em. Tưởng sơn riêng, không ngờ là do chủ nhân cái bển nó sơn lại. Mà chắc anh này là thợ. Tâm ra anh sơn mình cứ nghĩ là sơn riêng. Đây mọi người nhìn đi ha. Nút còn im ha. Công tắc zin nó còn nha anh em. Đó, cặp te còn đầy đủ nè. Em này thì tem nó là vàng xanh ha. Còn hai anh kia là trắng xanh. Em này là vàng xanh, hai viên đá đỏ còn. Hai viên đá đỏ còn. Đó. Cử ở đây tiếng lùi còn, ở đây còn cái cử này nha anh em. Đó, cặt te hai bên còn. Hai viên đá này thì viên đá này còn 80%, viên đá này còn 70%. Đó, đặc biệt là chủ nhân ở bên bển sơn nha anh em, chứ phải là Việt Nam mình sơn được nha anh em. Mình không sơn nổi đâu ha. Đó, tem này còn nè ha. Bốn chân là không cứng cá nha mọi người. Ha. Lần đầu tiên thấy nghe màu xám. Lúc đầu mình nghĩ là zin. Mình thấy đẹp quá mình nghĩ là zin, về đeo kiến vô mới biết là cái này là chủ nhân bển sơn lại. Rồi. Bây giờ test máy nói nhiều. Vẫn im thôi. Rồi em đây là còn hai cái cử nha anh em. Cặp te hai bên còn ha.
Và em nó được chủ nhân bên Nhật sơn lại với anh em. Rồi. Em này mình bán 950k ha. Hai viên đá còn tốt nhiều anh em ha. 209 cái 219 bán 950k. Đừng rời khỏi màn hình nha chú bác. Đây bắt đầu nước nha anh em, bắt đầu về nước nha. Nước á. Đây một em 9800. Một em 9800. Trước mắt cử còn nha anh em. Nhưng mà cái lò xo là bị gãy nha anh em, cái lò xo nè, cái này dễ thôi ha. À, tìm thay cho nó cái lò xo ha anh em. Rồi, cử chữ T còn nha. Cử tiếng lùi hai bên còn nha anh em. Cặt te hai bên còn nha. À, cái gáo mà giữ nước thì sao còn nha mọi người. Màu xanh nó thì thôi rồi đó nha. Ha. Em này phải đọc thông số thôi. Nó là Maytan 9800. Cái mã 220. Mình bán 1.700.000. Em này thì vẫn là thừa hưởng cái khối động cơ là 230W nha anh em. Đó. Cái dòng tua bên đây nó 3.000 nè. Dòng tua bên đây nó 1.600 nha anh em. Một bên 3.000, bên 1.600. Em nó vẫn còn một cái màu xanh nha anh em. Đây. Nó còn cái cử chữ T nha mọi người. Đây. Anh em nhìn cái dàn lưng nó đi anh em, cái bờ vai đó đi mọi người. Ôi cái bờ vai ha. Ôi cái bờ vai. Nút này còn im nè ha. Dây zin anh em, dây zin. Màu này mà nhìn màu đi anh em. Đế nè ha. Luôn ha. Xanh á anh em ha. Công tắc zin nha. Tem còn đẹp ha anh em. Tem còn đẹp. Viên đá còn cao nha anh em. Viên đá còn cao. Không bị không bể mẻ nha anh em. Không bể mẻ. Đây viên đá đỏ nè. Cũng còn 80% nha anh em. Đó. Rồi. Em này thì thông số đã đọc rồi nha mọi người. Giá cả thì 1.700.000. Giờ chỉ còn test máy nghe thử ha. Từ cái dòng tua 3.000 qua dòng tua 1.600 thì nó sẽ có tiếng rào rào nhuyễn nhuyễn nha anh em. Đặc biệt viên đá này là phải có nước nó mới tác dụng nha anh em. Một tuyệt phẩm. Ha, một tuyệt phẩm. Một siêu phẩm. Mỗi ngày mình đều ra bãi và những em này thì không thể nào thoát được với mình ha. Thậm chí mình lấy lại của những lái luôn anh em. Mà đương nhiên lấy lại của lái thì mình phải có cà phê cho người ta rồi ha. Giá cao thì mình phải bán hơi cao xíu, điều đó thông cảm cho mọi người ha. Để có được một em này thì với mình với mọi người thì thêm một vài trăm ngàn thì không thành vấn đề đúng không anh em? Không thành vấn đề. Nó theo mình người Sài Gòn mình nghĩ vậy ha. Với một cái máy 1.500.000, 1.700.000, 1.800.000 hoặc là 2.000.000 chăng nữa mà vừa ý mình thì nó không thành vấn đề nha anh em, đúng không? Còn riêng chú bác nào nghĩ sao thì nghĩ ha, còn riêng mình thì là vậy. Một sản phẩm vừa ý mình thì có mắc hơn một vài trăm ngàn, điều đó hợp lý bởi vì mình bán đồ trên mạng mà. Một sản phẩm này không phải là mình muốn là được ha. Bởi vì khi mà quý bảo đưa lên thì cũng phải dài ba người, dài ba chục người chốt hàng đó. Không vì vậy mà quý bảo lên giá thật cao, chỉ cần đủ giá để mà hợp lý ha. Tại vì cái này là không phải mình lấy được từ bãi mà mình lấy lại của những anh em săn hàng ở bãi ha, thì đương nhiên là cái giá nó phải nhích hơn vài trăm ngàn à, đúng không chú bác? Điều đó là điều hiển nhiên ha. Rồi cái mã 220 mình bán 1.700.000 ha, mà cũng là hợp lý thôi ha, cũng không cao lắm đâu chú bác ha, hợp lý luôn á. Rồi xong, let's go. Tiếp theo mình có hai cuộn dây điện, cuộn này thì
Con này thì vừa đúng 29m ha, 29m. À, nó để 30 rồi 29m nè, nhưng mà mình cứ dẫn đọc là 29m nha anh em ha. Rồi ghim điện đi con. Nó là mình có hai cuộn, một cuộn là 29m mình bán 1.150.000. Đây, ghim điện vô lên là đèn trái nha anh em. Rồi xong. Rồi bật một cái lên nha. Này tích hợp chống nước nha mọi người. Đó. Chống nước. Rồi. Rồi ok. Cái này là bụi bãi nha mọi người ha. Bụi bãi thôi. Nước sơn nó còn đẹp anh em. Rồi xong. Thôi được rồi con, hai cái được rồi. Rút dây điện. Đầu dây zin còn nha anh em. Đầu dây zin còn ha. Đó. Coi dây nó đi nè mọi người. Đây. Rồi quay mặt cái kia coi có bị cái gì không con. Có gì mà thì sợ. Đây nè, không có. Rồi dây này là coi như là tuyệt phẩm nha, không bị cứng cái nha chú bác ha. Rồi xong 29m cho cuộn dây này giá 1.150.000. Cái mã 221. Rồi xong. Tiếp theo cái mã 222 là cuộn 22m rưỡi. Đó. Đúng ra cuộn này nó cũng là 29m nè anh em. Đó. Nhưng mà khi kiểm tra lại thì mình thấy từ trong lỗi ra tầm 6m rưỡi nó bị cứng cá ha. Đâm ra mình đã cắt luôn cái đoạn đó. 6m rưỡi đó cho thợ nó đấu lại từ đó, đâm ra cái cuộn dây này chỉ còn có 22m rưỡi ha. Nhưng mà đấu tận gốc luôn nha anh em. Ha. Đấu đúng đúng bài luôn nha. Chứ không có cái dạng mà nối nha anh em ha. Rồi ok, cuộn này là 22m rưỡi ha, 22m rưỡi thì 6m rưỡi trừ 29m thì 6m rưỡi là còn 2m rưỡi. Rồi ok được rồi con, là ba số 2 này 22m rưỡi mình bán với cái giá là 850k nha anh em. 850k cho cuộn dây điện này ha. Nó vẫn còn mới nha anh em, vẫn còn là 80%, nó chỉ có 20% bụi bãi thôi ha. Rồi xong, đừng rời khỏi màn hình nha chú bác, hôm nay toàn những độc phẩm thôi nha, tuyệt phẩm độc phẩm không nha. Tiếp đến mình có một em mài nước Hitachi. Trước hết nào đang phan đây anh em, đây nó có bị chút cấn cá đây thôi nha ha, chút cấn cá đây nhưng mà không thành vấn đề hả anh em ha, không thành vấn đề. Thông số kỹ thuật nó nằm đây, nó của Hitachi nha anh em, nó hàng Hitachi đó, nó là cái xài đá là 200 2205 mm. Cái mã nó là GK21S2. Mà nó điện 100V nha anh em, 190W ha. 190W. Cái dòng tua của nó là 560 vòng trên phút nha anh em ha. 560 vòng trên phút. Là ở dãy tầng 60. Còn ở chỉ tầng 50 thì nó chỉ là 460 vòng trên phút thôi nha anh em. Đó, ở Việt Nam mình nó chỉ có thể là 460 vòng trên phút. Nó là viên đá nó cao là mới là 2 phân anh em ha. Nhưng mà viên đá này mình thấy là nó hơn phân nửa nè. Nó phân mấy nè ha. Đó. Rồi coi nó còn cái cử trên nha anh em ha. Còn cử trên. Là nó chỉ có bị cứng cá ngay chỗ này thôi nha mọi người. Nè, công tắc thích hợp vẫn còn đẹp nha ha. Đây bị cứng cá đây thôi chứ còn bốn chân nữa nè anh em, bốn chân nữa nè, còn đẹp ha. Bốn chân nó không bị bể mẻ nha anh em
Đó, chỉ có bị cứng cả ngay đây, tay xách cứng cả xíu nè anh em ha. Còn bên đây là còn zin ha. Rồi, dây zin nha anh em. Rồi, bật máy test thử. Cái này là có nước nó có tác dụng sao nha anh em. Rồi, bật công tắc thử. Quá êm ha. Đây là để lưỡi bào nè anh em, lưỡi cưa nè ha. Đây là để chị những em nào cứng đầu ha, lưỡi bào, lưỡi cua, mũi phay đồ ha, lưỡi dao đồ ha, khá êm nha anh em. Hitachi ha, hàng hiệu ha. Rồi xong, tắt máy. Em này mình mong muốn chia tay em nói với giá 1.800.000 nha mọi người. 1.800.000, đừng rời khỏi màn hình đi chú bác. Có một đối thủ cạnh tranh ha, con đối thủ cạnh tranh của thằng Hitachi này là anh em Maytan nha anh em. Đó. Đây, mình cũng bao hàng em này là không cứng cá nha mọi người ha. À, không cứng cá ở đây con. Đây, nó có cái cử trên rất là chất lượng anh em. Cái viên đá này còn cao hơn giá kia xíu ha, nó vẫn là 1.800.000. Mặt này thì êm rồi, con quay bốn mặt chú bác coi cái con. Mặt này thì êm rồi, rồi êm ha. Rồi quay mặt sau luôn đi con. Rồi ok, được rồi, để đây. Đây là này, cử này còn ngon này anh em ha. Cử này cắt cú này cũng may tan, nó là cái mã nó là 98 2 20-1 ha. Nó là xài đá 200 2 tấc ha. Nó cũng là 1990W nha anh em, bằng công lực với thằng kia. Đó. Nó vẫn là 460 vòng trên phút nha mọi người. Hai đối thủ cạnh tranh công nghệ thông số cũng giống như nhau luôn. Chỉ có viên đá kia thì nó bị ngang hơi lớn hơn xíu. Rồi, ngoại hình em này thì thôi rồi đấy nha. Không cứng cá ha anh em ha, bốn chân nó còn đẹp ha, không cứng cá, không bể mẻ nha. Quý bảo nói vậy là khi nhận hàng là ngoài trừ là bị shipper bị ship đó thôi, chứ còn bảo đảm là không bị cứng cá nha anh em. Rồi. Đất máy. Tem còn đẹp nha mọi người. Hiếm khi nào mà quý bảo săn một ngày được ba em này mọi người. Thật sự ngày hôm qua chắc là một ngày may mắn. Không phải đâu mọi người ơi, mình lấy lại của mấy anh em săn hàng anh em, chứ không phải là mình mà vô bãi mà đợi cái bao hàng rộng ra mà lấy đường con gì đâu. Không bao giờ có ha, không bao giờ có ha. Chỉ cái này là chỉ lấy lại của những anh săn hàng, những em săn hàng, những em mà đọc bao lấy bán đem về mình ghé vô mình lấy lại đó. Thì đương nhiên là cái giá nó phải nhích lên xíu ha, đơn giản là vậy. Còn nếu mà đợi mà để quý bảo mà lại đọc bao lấy con này thì thật sự là không dễ dàng nha anh em. Phải cho mình một thập kỷ trước ha, 10 năm trước ha, hoặc là thập kỷ rưỡi ha. Cái thời mà World Cup năm nào thì quả mai được, chứ bây giờ là không thể nào được nha anh em. 224, mình mong muốn chia tay cô nàng này rất đỏng đảnh ha, rất là đỏng đảnh, giá 1.800.000. Rồi let's go, vẫn còn nha anh em, vẫn còn. Đây một em của hãng
Study New, tên hơi lạ đó. Em này vẫn vậy, vẫn không bị cấn cá ha, bốn chân vẫn còn đẹp ha, bốn chân vẫn còn đẹp, viên đá còn mới đẹp ha. Đó đây, quay mặt có cái chữ Taiwan hay cái chữ China gì không, đặc biệt là không thấy nha anh em, không thấy cái chữ đó ha. Nhưng thương hiệu này thấy có vẻ mới ha. Đó, em này thì chỉ không bị thiếu cái cử trên 1.50 triệu. Rồi quay mặt trước con. Đây. Đọc cái mã này nè anh em. ST-180C ha. Nó điện 100V. Dòng tua nó hơi cao hơn hai anh kia ha. Dòng tua này nó 600. Viên đá nó thì nhỏ hơn, viên đá nó có 180 như bị viên đá đường kính 180 anh em. Đá thì 20, mã này thấy 1.5 nè. 1/3, 1/4 nè, viên đá nó còn khá mới ha. Đó. Em này thì mất cái cử mà cái này dễ nè anh em. Đây có sẵn đầu rồi nè. Về làm một cái cử ngang đây đưa qua đây cái là có cái cử thôi, đúng không? Rất là dễ. Về đi qua chế cháo chú bác ơi. Sáng tạo đi ha. Đó, em này là nhỏ, coi như là cái watt nó có 61W anh em, nhỏ nhuyễn ha. Đó, nhưng mà cái dòng tua nó cao nè, cái thương hiệu nó đọc đi mọi người ha. Rồi bật công tắc test thử. Em này đúng là dòng tua cao hơn hai em kia ha. Dòng tua mấy em kia có 460 à, dòng tua này 600. Thâm ra nó chạy quay thấy hơi lẹ, nhưng mà lại cái số watt lại nhỏ hơn nha mọi người ha. Làm lại coi, bật vô làm lại coi. Về này làm cái bát chế cháo cái này là rất là dễ dàng các bác. Thật sự là rất là đơn giản. Rồi cái mã này mình mã 225 mình mong muốn chia tay, em nói giá 1.5 triệu nha anh em, 1.500.000 xong, let's go. Còn hai sản phẩm đó con. Dạ. Không có đó, cái đó ha, để đó, lấy cái này lấy bàn ra luôn. Rồi tiếp đến là mình có một cái bơm hơi nén khí nha anh em, đó của thằng Mát nè anh em. Đó, cái mã nó là AK-6615B ha. Encoration. Cái này là dạng gia đình nha chú bác. Đây. Trước hết tham quan ngoại hình nha anh em. Ha. Đây là mặt sau nè mọi người. Ha, nó có hai tư thế ha, bốn cao su còn nằm là đầy đủ anh em ha. Ghim điện đi con. Ngoại hình vẫn còn đẹp anh em ha. Rồi mát nha anh em, nó là điện 100V nha mọi người ha. À, nó là 710W, nó là 710W là 65 lít trên phút nha anh em. Nó là 9,3 kg trên xăng mét khối nha mọi người ha. À, cái bình của nó là 60 nè, 60 × 27 nha anh em. Năm lít là ok mọi người, xài gia đình là ok ha. Tiếng máy êm nha anh em ha.
Bây giờ lúc đầu là mình đã xả hơi hết rồi đó, mà nó bơm, nó bơm lên tới 11 tí này nè. Đây là 10 tí rồi nè. Thấy từ bơm lên tới 11 kg, mà mình thấy trong vòng nó chỉ có tầm chừng 5 phút thôi anh em ha. Với cái bình, bình này khá lớn anh em ha. Đường kính là 60 nè. À, bề ngang 27 nè anh em ha. Đó. Nó là 65 lít trên phút. 9 cái ba trên cm khối. Ha. Đáng quan tâm mọi người, gia đình xài là cái này là êm nè, tiếng máy nghe là vừa tầm ha. Đó, ngoại hình em nói thì thôi rồi đó nha ha. Không mới nhưng mà là cũng còn 60-70% nha anh em, nhất là cái motor nè mọi người, thấy không? Rồi bây giờ bớt đi con. Rồi coi như là nhà xuân sức đang cho nó là bơm được 11 kg nha anh em. Rồi 8 kg là ngắt ha, 8 kg bơm lại. Từ 8 kg mà lên đến 11 kg mình nghĩ nó chưa được phút nữa. Theo mình tính vậy. Anh em, mình nghĩ vừa đúng một phút. Rồi cái sản phẩm này là một cái bơm hơi nén khí của Mát nha anh em. Hiệu Mát này thì mình biết rồi ha. Hình như là của châu Âu anh em ha. Đó. Rồi, cái mã 226 này mình mong muốn chia tay em nói với giá 1.450.000 nha anh em. Những sản phẩm này thật sự là mình không bao ship nha mọi người ha. Không bao ship. Tất cả những sản phẩm quý bảo là không bao ship nha anh em. Giá rất hợp lý. Và cuối cùng, sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay là một cái biến điện ha, từ 200 ra 100. Đây của thằng Shindawa. Hả anh em? Shindawa. Em này là có công lực của nó là 3 kVA nè anh em. 3 kVA. Ha. Đó, bên đây thì là hai nguồn điện 110 nha anh em. Còn bên đây là một nguồn điện 115 ha, để cho mình xài đồ châu Âu ha. Và trên có tích hợp một cái đường điện 200V nha anh em. Hai công tắc riêng biệt ha. Hai công tắc riêng biệt. Đó. Anh em nhìn đằng sau đi. Ha. Cái này mình có thể để 100V ra được nè. Đây là 200V mình đang đấu là 200V nha anh em. Đó. Và cái này hôm bữa thì nó nói là 3.2 triệu anh em chơi mắc, hôm nay hạ xuống 200.000. Đó. Khỏi test con, cái này test rồi. Cái này mình đã test rồi nha anh em, không cần phải lo nha. Không cần phải lo nha mọi người. Coi như sản phẩm này là sản phẩm cuối cùng của quý bảo ha mọi người ha. Hôm nay làm ít nhưng mà mình bảo đảm là những mặt hàng hôm nay là sẽ thú vị đối với mọi người. Rồi, thôi sản phẩm này là sản phẩm cuối cùng quý bảo ha. À, quý bảo cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu mà cảm thấy hay thì nhấn cho quý bảo một like. Còn chú bác nào mà tình cờ xem lần đầu thì nhấn vô cái chuông, chú bác ơi, nhấn vô cái chuông để khi mà video của bảo lên 10 giờ sáng hàng ngày thì chú bác sẽ được thông báo ha, kịp thời chốt hàng. Rồi thôi, quý bảo chia tay, chào tạm biệt mọi người, bye bye.